Hello everyone, xin chào các bạn. Xin đón chào các bạn đến với thế giới của Mappy. Đây là một thế giới tuyệt vời mà sẽ là nơi giúp đỡ các bạn phát triển cuộc sống của mình và bứt phá cuộc đời của các bạn đến với ước mơ của mình. Đây là cái video mà mình để làm video giới thiệu kênh và cảm ơn các bạn đã bước vào kênh của mình và xem video này. Thì mình háo ước là các bạn xem hết video này để mình muốn chia sẻ với các bạn những gì về mình và những gì mình có thể giúp đỡ được cho các bạn. Thì đây là một cái trang mà các bạn nhìn thấy là điền thông tin và trở thành người đặc quyền của Mappy. Nếu như các bạn nào mà đã biết về rõ về mình hay là đã xem các video của mình thì cũng biết là mình tên là Lê Văn Lộc. Và trước cái Lê Văn Lộc thì mình thường để cái chữ TT, tức là chữ tiên tri. Tiên tri là không phải là người biết trước tương lai như các bạn thường nghĩ đâu. Tiên tri theo cái tính chất cơ đốc nhân của người theo đạo Tin Lành thì tiên tri là người được Đức Chúa Trời bày tỏ những gì có trong lòng Ngài. Có thể là Chúa không bày tỏ hết, nhưng mà Chúa bày tỏ một phần nào đó. Thì cái người tiên tri được biết một phần những gì mà Chúa muốn bày tỏ cho họ biết. Và người tiên tri biết điều đó thì chia sẻ lại điều đó cho người khác. Thì đấy là chức vụ của một người tiên tri. Thì mình trên kênh YouTube của mình thì mình đã chia sẻ rất nhiều. Đây các danh sách phát này, mình chia sẻ rất nhiều những cái về kinh thánh, về thần học, về thuộc linh, về Đức Chúa Trời giảng dạy, và có những sách nói liên quan về tôn giáo và những thánh ca tôn giáo. Thì đây là cái chức vụ tiên tri của mình. Nhưng bây giờ mình thực hiện một sứ mệnh mình ao ước được làm, và mình sẽ đeo đuổi cái sứ mệnh này suốt cuộc đời. Cái sứ mệnh này của mình là mình sẽ trở thành một người diễn giả biến đổi, mang chí thức biến đổi cuộc sống của các bạn. Thứ hai là mình sẽ trở thành một nhà huấn luyện để phát triển bản thân, để phát triển mỗi cá nhân của một con người kỹ năng để trở thành một người thành công trong cuộc sống. Và cuối cùng là mình sẽ trở thành một chuyên gia tư vấn để giúp đỡ các doanh nghiệp nào đang khởi động doanh nghiệp, khởi nghiệp, giúp họ quản lý tài chính, xây dựng sales marketing, xây dựng hệ thống kinh doanh, xây dựng đội ngũ làm việc, xây dựng nhân viên, quản trị nhân sự, tất tật tật về yếu tố nào giúp cho một doanh nghiệp đạt được sự thành công và bền vững thì mình sẽ làm về cái vấn đề đó. Thì hiện tại mình đang thực hiện cái sứ mệnh này của mình, thì mình đã làm một số các video liên quan đến cái sứ mệnh này. Thì các bạn có thể kích vào phần danh sách phát thì các bạn sẽ có thể xem. Nhưng mà kích ở đây ấy, thì có thể nó sẽ hơi rối mắt, vì kênh YouTube của mình bây giờ nó lên là hàng nghìn video, thì là có thể nó sẽ sau này nó sẽ là hàng triệu video, thì nó sẽ rất là rối cho các bạn. Thì các bạn hãy vào một cái blog của mình, thì mình đã biên tập nó ở đây. Ví dụ các môn học kinh doanh này, ví dụ ở đây mình sẽ để các môn học kinh doanh, các môn học phát triển bản thân, hướng dẫn sử dụng các phần mềm, rồi là các môn học kinh thánh hay học cái gì đó, thì mình đã biên tập vào trong cái này. Ở đây cái blog này thì mình đã xây dựng nhiều năm rồi, thì mình cảm thấy là trong một cái blog mà nó có nhiều thứ để truy vấn như thế này á, thì nó sẽ làm rối mắt cho mọi người. Thì mình đã thiết lập lên một cái blog mới, thì mình sẽ mở cho các bạn cái blog mới mà mình làm. Và sau này những khóa học liên quan đến sứ mệnh của mình sẽ đưa vào cái web này, cái blog này. Blog này thì mình lấy đồng cái code mà người khác chia sẻ cho mình thôi. Thì sau này mình sẽ để cái link của cái blog này vào trong mô tả của mỗi tất cả mỗi video, thì các bạn có thể kích vào nghe. Sau này mình sẽ để vào danh mục các khóa học, thì các bạn có thể kích vào đây và xem các khóa học ở đây. Nó sẽ rất là các phần này thì các bạn xem các khóa học ở đây sẽ rất là dễ hơn so với cái web kia. Cái web kia thì cái web này thì mình đã xây dựng khá là lâu năm, và mình cảm thấy mình cảm thấy là chỉ lên để sử dụng cho các việc chia sẻ về lời Chúa thôi, lời Chúa và Tin Lành và Chúa Giêsu thôi. Thì mình sẽ làm một cái blog riêng để đây. Thì bây giờ mình bắt đầu xây dựng và thực hiện cái sứ mệnh này. Thì các bạn muốn là người đầu tiên biết được và nhận được những kiến thức tuyệt vời của mình, kiến thức sâu rộng của mình, thì các bạn hãy điền thông tin và trở thành những người đặc quyền của Mappy. Thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được nhận những điều tuyệt vời nhất của Mappy khi mà mình thực hiện sứ mệnh của mình là giảng dạy, chia sẻ và tư vấn cho các bạn. Thì mình sẽ có những video được up lên YouTube, thì bạn sẽ là người đầu tiên được xem những video đấy. Và sẽ có những video mình sẽ để chế độ không công khai, tức là nó sẽ không giới thiệu cho ai cả, mà những người đặc quyền sẽ được gửi và nhận cái video đấy thôi. Các nội dung mà mình chủ yếu chia sẻ nó sẽ là các nội dung liên quan về việc phát triển doanh nghiệp, liên quan về các tư duy thay đổi cuộc đời, liên quan làm sao để các bạn sống hạnh phúc hơn, liên quan làm sao để các bạn trở nên thành đạt hơn và có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Đầu tiên là sứ mệnh này là mình đang thực hiện là tư duy để kiếm thật nhiều tiền.
Và cái bài đầu tiên mình đã chia sẻ đây là giàu có là một hành trình, chúng ta không vội được. Mặc dù là giàu có rất là quan trọng nhưng mà ta không thể nào đạt được có vội được, và nó càng quan trọng bao nhiêu thì người ta phải càng từ từ bấy nhiêu đấy. Thì và thứ hai là giàu có nó đôi khi nó không đến từ việc chăm chỉ mà nó phải đến từ việc chăm chỉ đúng cách, thì đấy là cái điều thứ hai. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều cái tư duy mà các bạn cần phải học để các bạn trở nên giàu có, thì mình sẽ chia sẻ trong cái loạt bài tiếp theo ở dưới đây. Thì mình chắc chắn sẽ đưa nó vào cái blog, các bạn vào blog thì nó sẽ truy cứu được dễ hơn. Thì nó là như vậy. Sắp tới thì mình sẽ làm lại cái loạt bài SEO và Internet Marketing, hệ thống phễu, hệ thống marketing online. Mình sẽ làm lại loạt bài thứ hai, là loạt bài nữa là kiếm tiền YouTube, TikTok, Zalo, và sau đó là những nghệ thuật sống, rồi là những mô hình kinh doanh. Đấy, thì mình sẽ làm dần dần cho các bạn. Mình sẽ đưa tất cả mọi thứ vào một kênh YouTube này thôi. Mình không muốn làm nhiều kênh YouTube vì mình không thích quản lý nhiều kênh YouTube, mà mình chỉ cần một kênh YouTube thôi. Và mình sẽ quản lý YouTube bằng cách là mình đưa nó vào các hệ thống của Blog để dễ truy vấn nó. Đấy. Và tất cả những cái video của mình đều có số thứ tự. Các bạn sẽ hiểu được là những cái video của mình nó đều có số thứ tự cả. À, ví dụ như các bạn thấy là gây dựng hôn nhân, mình đã chia sẻ việc gây dựng hôn nhân, thì cái số đây là mình đã chia sẻ số 3 rồi. À, mình sẽ ghi là gây dựng hôn nhân, cái chủ đề gây dựng hôn nhân thì chia sẻ số 3 rồi, thì nó rất là dễ truy vấn cho các bạn. Thì các bạn xem bài số bao nhiêu thì các bạn sẽ biết. Và mình cũng có một kênh TikTok nhá, thì các bạn cũng ủng hộ mình qua kênh TikTok nữa. Và mình đang thực hiện rất là cho đi, mình đang thực hiện kế hoạch của mình là cho đi rất nhiều giá trị cho cuộc đời này, cho các bạn và cho xã hội. Đấy. Thì hiện tại mình đang làm cái tư vấn cho các doanh nghiệp và làm SEO về Internet Marketing rất là nhiều, và cũng như là huấn luyện phát triển doanh nghiệp, cũng như là huấn luyện đội ngũ nhân viên, và chia sẻ về những chiến lược kinh doanh. Và các bạn nào muốn học tập trực tiếp với Lộc, apply coaching 1:1 hoặc coaching 1 với 10 người, hoặc là coaching Lộc sẽ dạy trực tiếp, huấn luyện trực tiếp 1 với 30 người hoặc 1 với 50 người, thì các bạn cứ liên lạc với Lộc. Và nếu mà các bạn mời mình làm diễn giả chẳng hạn, thì mình có thể đứng giảng với hàng nghìn, hàng triệu người cũng được. Nhưng mà về việc huấn luyện ấy, thì Lộc sẽ không bao giờ huấn luyện quá 100 người trong một lớp học. 100 người là cái gì đó quá quá là khốc liệt với một nhà huấn luyện cho 100 người, và tùy lĩnh vực mới huấn luyện 100 người một thôi, chứ không phải là huấn luyện thì chúng ta huấn luyện quá nhiều người như vậy thì nó sẽ rất mất thời gian và nó không hiệu quả. Thì việc huấn luyện nó là một đội ngũ, ví dụ như công ty các bạn, nhân sự các bạn gồm hơn 100 người thì các bạn phải chia đôi ra, chia đôi cấp bậc ra, hơn 100 người thì chúng ta sẽ huấn luyện sẽ dễ hơn chẳng hạn như vậy. Bởi vì mình muốn có một cái chất lượng để ra sau khi cái việc huấn luyện nó kết thúc, chứ không phải là huấn luyện số lượng để các bạn nhanh chóng kết thúc rồi là có được kiến thức và mình có được một cái khoản thu nhập. Không, mình không làm điều đó, và mình muốn tiến đến sự chất lượng, vì nó rất là áp lực cho một cái người huấn luyện. Đấy. Và các bạn có những cái vấn đề gì khó khăn khúc mắc thì các bạn có thể chia sẻ với mình, chia sẻ với mình thì mình sẽ đưa cho chiến lược kinh doanh phát triển thúc đẩy kinh doanh cho các bạn. Và cuối cùng trong video này là mình mong ước là mình sẽ giúp đỡ được nhiều nhất trong tất cả những ai đã xem video giới thiệu này, và các bạn sẽ để lại thông tin để nhận được những đặc quyền, những thông tin ưu đãi, những sự giúp đỡ, những sự chia sẻ, những kiến thức tuyệt vời từ Lộc, những kiến thức tuyệt vời từ Lộc, và Lộc có thể giúp đỡ chia sẻ các bạn. Thì các bạn hãy đăng ký và trở thành người đặc quyền của MacPi nhé. Thì cuối cùng là MacPi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này thật là nhiều. Bye.